Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào chiều ngày thứ Hai 14 tháng 1 2019, Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gồm có đại diện Phật giáo, Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành, Cao đài và Hòa hảo. Do giáo sư Nguyễn Thanh Dầu, Chủ tịch Hội đồng Liên tôn hướng dẫn, đã tới thăm và chúc Tết Ban giám đốc và nhân viên của đài truyền hình SBTN. Sau vài câu chào hỏi xã giao, nhà sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc của SBTN, đã có lời chào mừng và cảm ơn Hội đồng Liên tôn. Dạ, thì SBTN rất là hân hạnh mỗi năm được Hội đồng Liên tôn đến để mà viếng thăm cơ sở. Xin cảm ơn Hội đồng Liên tôn và chúng ta SPGN cũng như Hội đồng Liên tôn, chúng ta cố gắng làm việc và cầu nguyện cho quê hương đất nước chúng ta sớm được bình an, hạnh phúc. Và giáo sư Nguyễn Thanh Dầu, Chủ tịch Hội đồng Liên tôn, đã ngỏ lời với Ban giám đốc. Cảm ơn trước anh Trúc Hồ cũng như hai vị luật sư của anh Cường cũng như tất cả quý vị trong Ban giám đốc của đài SPGN. Lúc nào cũng dành cho Hội đồng Liên tôn một cái rất là đặc biệt. Mỗi dịp Tết về đều có tới đây để mà nhờ các phương tiện truyền hình của quý đài để mà chuyển lời chúc Tết tới với đồng hương của chúng ta. Và đặc biệt, đây là một trong những cái cơ quan truyền hình, truyền thông đóng góp rất là nhiều cho cái công cuộc dân chủ. Mà tôi nghĩ rằng, ngoài cái tư cách của truyền thông, thì cái tác dụng của những anh em trong nhóm của anh em Trúc Hồ đó đã làm được quá nhiều việc, rất là nhiều việc, rất là có ý nghĩa. Cho nên là chúng tôi xin thay mặt cho tất cả quý vị trong Hội đồng Liên tôn cũng như là tín hữu của các tôn giáo chúng tôi ghi nhận và xin cảm ơn cái sự đóng góp rất là quý báu của ban giám đốc của đài SBTN, của anh Trúc Hồ cũng như tất cả những anh em trong của quý vị. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị và kính chúc quý vị một năm mới được an khang thịnh vượng và càng ngày càng phát triển hơn. Dạ, cảm ơn. Và luật sư Đỗ Phù, phó tổng giám đốc SBTN, tiếp lời giáo sư Nguyễn Thanh Dầu. Chúc quý vị trong Hội đồng Liên tôn có năm tới mình sẽ tất cả chúng ta sẽ chung với nhau để mong cho Việt Nam mình sớm có nhân quyền và có tự do. Và mỗi lần mà Hội đồng Liên tôn cần bất kỳ chuyện gì thì đài truyền hình SBTN chúng tôi sẽ không có ngại quản ngại, cũng như là sẵn sàng đóng góp tất cả những cái chuyện mà tất cả những tôn giáo, nhất là cho vấn đề tự do tôn giáo Việt Nam, để mọi người được, anh em chúng tôi sẽ được chung góp lại bên Hội đồng Liên tôn cũng như tất cả tôn giáo Việt Nam để cho mình sớm có nhân quyền ở Việt Nam và sớm có tự do. Dạ. Luật sư Đỗ Phủ có biết là cái ước mơ của Hội đồng Liên tôn là gì không? Trong năm mới năm tới này, này. Chúng tôi ước mơ rằng Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ được gặp quý vị SBTN tại thủ đô Sài Gòn của mình để làm phóng viên. Wow. Ước mơ là ước mơ của Hội đồng Liên tôn. Tôi cũng nghĩ là cái đó là ước mơ của quý vị, bỏ tâm huyết của cái đài SBTN này khi mà làm nhiều công việc rất là có ý nghĩa mà khó có những hội đồng khác có làm được đạt được cái thành tích đó. Mình nói một cách rất là thật sự, thật tình là như vậy. Sau đó trong phần trao đổi câu chuyện, các vị đã nêu ra những vấn đề mà mọi người Việt quốc gia đang quan tâm, từ vấn đề Cộng sản Việt Nam đang âm mưu nhuộm đỏ văn hóa truyền thống của người Việt tại hải ngoại và tình hình nhân quyền tại Việt Nam càng ngày càng tồi tệ, điển hình qua vụ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cưỡng chế vườn rau Lộc Hưng, mà Hội đồng Liên tôn cho biết Hội đồng Liên tôn Việt Nam từ trong nước đang gửi thư ra cầu cứu, cần sự quan tâm giúp đỡ của các tôn giáo, đoàn thể, hội đoàn. Mà vấn đề này Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ cần có sự trợ giúp của đài SBTN. Và ông Nguyễn Tự Cường, giám đốc điều hành của đài cho biết điều này SBTN rất sẵn sàng vì những công việc như thế này đài đã và đang làm như từ trước tới nay. Thực sự ra từ xưa giờ SBTN lúc nào cũng yểm trợ quý vị hết. Bây giờ vấn đề đặt ra là Hội đồng Liên tôn cần cái gì thì chúng tôi sẵn sàng yểm trợ và xin cho chúng tôi biết để chúng tôi yểm trợ quý vị như thế nào. Kính thưa quý khán thính giả, buổi Hội đồng Liên tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ gặp gỡ và chúc Tết Ban giám đốc sau khi có những lời chúc mừng Xuân Kỷ Hợi tốt đẹp, phái đoàn Hội đồng Liên tôn đã ra về và hứa sẽ quay trở lại vào thời điểm sớm nhất để cùng với SBTN có những việc làm thiết thực cho đồng bào ở vườn rau Lộc Hưng đang trong cảnh màn trời chiếu đất vì những hành động vô nhân đạo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phóng sự nơi đây. Xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.